Chào các bạn, mùa hè đến rồi thì chúng ta bật quạt nhưng mà quạt chúng ta không mát. Đấy là lý do là do cái tụ điện này sử dụng trong thời gian dài, nó đã bị hao mòn và nó làm cái quạt của các bạn yếu đi. Vì vậy để tiết kiệm điện và cũng để cho cái quạt nó chạy mát hơn thì chúng ta nên thay một cái tụ điện mới như thế này. Ở trên thị trường thì cái tụ điện này chỉ có giá khoảng 10k. Sau khi bạn thay thì quạt của bạn sẽ mát hơn và sẽ chạy nhanh hơn, tiết kiệm điện hơn. Ví dụ tôi có hai cái quạt đây, cái quạt này thì chưa được thay tụ điện, còn cái quạt này tôi đã thay tụ điện rồi. Tôi mới thay một cái như này và các bạn sẽ thấy là cái sự khác biệt. Đây tôi lấy ví dụ cho các bạn thấy, đây là cái quạt đã thay rồi thì nó đây, cái gió của nó đây tôi để sát, còn cái quạt này chưa thay. Đây rõ ràng cái quạt này xịn hơn nhưng mà chưa thay. Cái quạt này thì tôi mua cách đây khoảng 3 năm rồi, đã dùng 3 năm nhưng mà chưa thay. Cái quạt này thì tôi đã dùng được 6-7 năm và mới được thay. Trước thì cái quạt này nó còn yếu hơn nên không ai dùng. Bây giờ tôi sẽ làm thí nghiệm thử để các bạn thấy là tôi sẽ thay cái này vào cái quạt này nó sẽ chạy mát hơn như nào. Tôi sẽ làm full để các bạn xem. Đầu tiên là tôi sẽ tắt sức quạt đi, tháo cái nắp đằng sau này ra, dùng cái kéo để cắt cái tụ này đi. Tôi sẽ bỏ cái này đi. Các bạn sẽ thấy là cái tụ này thì nó sẽ có hai dây là màu đỏ và màu đen, còn ở ngoài người ta bán thường là hai dây nó đều màu đen. Tôi đã thử thí nghiệm là lắp tất cả quạt, tôi không theo một cái quy định nào là lắp hai cái dây này bất kỳ như nào cũng được. Nhưng mà nếu mà các bạn không yên tâm thì các bạn có thể lật ngược cái này ra và cái nào dây đỏ bên nào thì bạn lắp vào cái dây đỏ, bên đấy dây đen thì bạn lắp vào bên đen. Đây là cách các bạn muốn làm, còn tôi không phải thợ chuyên nghiệp thì tôi sẽ lắp như vậy. Các bạn nhớ tắt điện đi làm nhé. Rồi sau khi mà tôi đấu đồ điện với nhau rồi, trước khi dán tôi sẽ thử lại cái quạt này, tôi sẽ cắm phích điện. Đây tôi sẽ thử cho các bạn xem. Đây, sau khi mà quạt được thay cái cũ mới thì gió nó sẽ mạnh hơn. Đây cái cũ đây, các bạn sẽ thấy. Đây, tôi chắn cái quạt này đi để nó không có gió nhé các bạn nhé. Lúc đấy thì trước khi mà sửa thì tôi đã để cả hai cái để cho gió nó mạnh hơn, nhưng mà tôi cứ che cái này đi để chỉ lấy cái quạt này thôi. Các bạn thấy gió nó sẽ mạnh hơn, mát hơn và tiết kiệm tiền điện cho các bạn hơn.